Đêm 31 tháng 8, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Champions League. Những lá thăm đầy may rủi đã đưa Newcastle rơi vào bảng F cùng PSG, Dortmund, AC Milan. Theo Daily Mail, đây là một bảng đấu khó cho đại diện nước Anh. Nguyên do là ngoài trừ Newcastle, cả ba đội bóng còn lại đều là những gương mặt quen thuộc ở sân chơi cao nhất lục địa già. AC Milan là cựu vương trong khi PSG là đội bóng có tiềm lực tài chính rất mạnh và đang sở hữu chân sút hàng đầu Kylian Mbappe. Dortmund cũng là một đội bóng mạnh của nước Đức. Trong khi đó, lần gần nhất Newcastle góp mặt ở sân chơi này là năm 2003. Dấu ấn lớn nhất của họ vào năm đó là chiến thắng 3-1 trước Bayer Leverkusen với một cú hat-trick của huyền thoại Alan Shearer. Dù được báo chí Anh đánh giá là rơi vào bảng đấu khó, nhưng giám đốc điều hành Darren Arnold của Newcastle lại tỏ ra khá tự tin. Ông Arnold tin tưởng đại diện nước Anh đủ sức đối đầu với những đội bóng mạnh nhất tại giải đấu này. Bảng tử thần ư? Người hâm mộ Newcastle sẽ rất hào hứng khi đội được thi đấu với PSG, bức tường vàng của Dortmund và sau đó là trận đấu với AC Milan của Sandro Tonali. Sẽ rất thú vị đấy. Chúng tôi thực sự rất phấn khích, ông Darren Arnold phát biểu sau buổi lễ bốc thăm. 20 năm là một khoảng thời gian dài không được tham dự Champions League và đây là kết quả của một mùa giải trước tuyệt vời. Chúng tôi ở đây không chỉ để bù đắp cho những năm tháng ấy. Chúng tôi muốn cạnh tranh trên mọi mặt trận, giám đốc điều hành câu lạc bộ Newcastle chia sẻ.